Lô. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả nè mọi. Và ở video này chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với tuần thả một lửa bói đồ nè mọi. Hôm qua thì chúng ta thả 40 đống nhưng mà hơi bị sai sót ở vấn đề dính vật tơ nè mọi. Hôm nay chúng ta sẽ làm lại nè mọi. Ta sẽ chuẩn bị cho mình tiếp tục là 40 mùi lửa kèm với 2 ạc cờ lón ngồi, nó tính là 40. Hiện tại cái này được tầm 40 nè. Tầm 40 thì mua 40 nè. Cái 2 xu nè. 40 kèm với hôm qua thừa 16 đóng là thành 56 đóng lửa. Ok, hết đóng lửa, hết 56 đóng tính tiếp nha mọi. Nếu còn tiền thì cho tiếp, còn hết là tính sau nha mọi. Nói chung là làm gì làm ra kiểu có động lực thì thả tiếp nha, còn không có động lực thì có thể ngừng 56 đóng này nha mọi. Ok, ta chuẩn bị tinh thần hết rồi. Ôi sao nó dồn, hôm nay nó dồn hơi bị lộn xì ngầu vậy nè. Dồn không được đúng luôn á. Ok, 8 nè, 8 nè, 8 nè, 8 nè, 1, 2, 3, 4. Ok, mua thêm 1, 4 ạ này, 1 ạ, 2 ạ, 3 ạ. Bốn cái nữa. Này chơi khô máu nha Nam. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. À, 8, 5, 40 nè. Ok chưa, 8, 5, 40 kèm với 2 kia nữa nè. 56 đóng nè. 56 đóng. Ok. Rồi, đầu tiên là Khải sẽ lên thả cái đóng này trước cho em xem. Rồi Khải lên nhận bơ tơ rồi. Let's go, let's go. Rồi, qua hàng chính nè mọi. Lên trên này chúng ta sẽ giao dịch may mắn hồi này nọ qua bên hàng chính nha. Cho anh em xem hàng chính đánh nha. Tại vì hàng chính nó có nhiều danh vọng á. Nên đánh hàng chính nghe anh em bảo có nhiều danh vọng này nọ thì đánh hàng chính sẽ ok. Thì Khải vẫn bói hàng chính này nè. Quá tửu nè. Thiên Sơn thì có sẵn nè. Thiên Sơn còn 89 phút. Thì bây giờ chúng ta sẽ lên giao dịch đó anh em ơi. Mong sao sẽ ra siêu phẩm nè mà. Cố gắng siêu phẩm rồi, bữa giờ bay 4 kim rồi. Chưa có được món gì gọi là bán có tiền rồi. Bay 4 kim rồi. Ô, mới quay quá rồi sao chạy chậm như vậy? Sao chạy như rùa? À, con Nami chưa lên thì chậm như rùa nữa mà. Quái đạn thật chứ. Mới quay quá rồi. Nó bốc cho chăn cái này. Chạy chậm nha. Ôi, rồi quá rớt rồi. Nó có một con quái rớt thật. Ôi, như có mod, có mod. Đúng không? Mất chạy nhanh cái sao chạy chậm dữ vậy? Chạy chậm sao lắm. Rồi mới quá lâu nữa. Đậm đi, mời trí cụ. Rồi bà ta xong nha. Ok, cắn miếng bánh nha đậm ơi. Cắn miếng bánh nè. Quá tửu nè. À từ từ cả, bông hò đó, mình giao dịch bông hò. Giao bông hò này. Bông tai, bông đồ nữa. Mình sẽ khai đao con nghe mì trước nè mày. Mở cái đống nghe mì trước nha. Nghe mì thiên nhẫn, thiếu lâm. Ok chưa? Rồi, bây giờ thả cái nào, Khải sẽ đi thả lửa, Khải tính giờ. Mình sẽ ra butter nè, mình rút kinh nghiệm. Lần này sẽ ra butter hoàn toàn 100% nha. Lần này sẽ ra butter hoàn toàn 100% nha. Không phải bị dính như hôm trước nha. Canh phút hả? Nghe mì xấu này nè. 1 giờ 1 phút là thả được rồi. Ok ok. Cũng nên là 1 giờ 1 phút bỏ ra bờ tơ này. 10 giây nữa đấy. Rồi, thả nè. Rồi, tuần đầu là 1 giờ 1 phút nữa mày. Có một tuần nha, mới thả nè, thả không? Duy Khải thích nhận thả nè. Rồi, một con này.
1 giờ 1 phút này. Tiếp tục chúng ta sẽ thả Thiếu Lâm là 1 giờ 2 phút như này. Rồi, một con sông này. Rồi, 1 giờ 1 phút 0 giây, 1 giờ 1 phút 0 giây. Ok cho tuần đầu tiên này, 8 con lửa đầu tiên. Đó. Chờ 1 phút nữa. Bỏ tôi lại. Chỉ bỏ tôi lại. Rồi. Đừng đi theo, úi đừng đi theo chứ, bỏ tôi là đi theo dưới mất chứ. Úi sao tôi cỡ lỡ rồi nè, kéo đằng đằng đóng đóng lên này thả chơi nè. Nhớ nó bỏ tơ rồi đó, không còn đâu, bỏ tơ rồi nha em. Rồi, rồi chúng ta sẽ đến là 57 sẽ là 1 phút sau nha em ơi, 1 phút sau sẽ là anh đóng tiếp theo. Thả này. Rồi, hai đóng, 16 đóng, 16 đóng rồi nha em, vô lại bờ tơ ngay, tiếp. Rồi, rồi kéo người mấy ngay nha. Rồi, 16 đóng rồi đúng không? À, ok, giờ tour tiếp theo sẽ là con em My. Thả rẹt rẹt nó đánh cho anh em khỏi chờ nè mày. Quất ra ao ao luôn á, sợ không biết, bó kiểu không biết. Từ ra phút này đứng nhiều nó sợ phải bó kiểu ở đây mà không kiểu nè mày. Đấy đấy, rồi tiếp tục thả thêm 8 đóng nữa là 24 nè mày. 8 đóng nữa là 24 nè mày tí. Thả đánh lần rồi nè mày. Phút 59 là sẽ là phút thứ 4. 5 phút sau là phút thứ 4 vậy nè. Đấy, 59 phút anh sẽ thả. Cái đồng hồ xanh má, nó muốn chết ngay luôn rồi, quá quá, nó muốn mạnh dữ ơi. Kinh thiệt chứ. Ở đây đợi chạy xuống rồi mà. Mà nó 57 quá, nó bù lại ngay 10, nó muốn ngay 10, thường không điều rồi mà. Rồi, tiếp tục nè mà. Đây. Đây là 20 giây. Ok. Phút thứ 5, 20 giây nè mà. Phút thứ 5, 20 giây là đóng cũng ngay 10 nha. Rồi. Dứt. Đây. Vài chục giây nữa thôi em ơi, vài chục giây nữa em ơi. 1 giờ 5 phút 20 giây là tuần thứ 3 nha em. Đó, 24 đóng đã xuất hiện rồi nha em. Dưới cái khu vực này nè nha em ơi. Bên dưới 16 và bên kia là anh hãy vô lúc này. Thả cho nó lấy bớt bên này, mình lấy cho bên này thôi. Rồi, nhiệt độ Mọc Thủy. Ây chật. Úi xời ơi, tuần đầu tiên có vẻ ổn mà. Tuần đầu tiên có vẻ ổn mà. Ây da, đâu người em ơi. Món này một cái chết em ơi. Có vũ khí nha. Có đồ, có hai cái vũ khí nha. Ngon lành cành đào. Ngoài phút thứ 2 đợi thêm tuần nữa nơi. Tuần này gì bỏ đồ luôn. Ây có kiếm. Úi xời, hiền một kiếm. Quá dữ dằn em ơi. Tuần này cố gắng về bờ ơi. Anh em đang theo dõi live, đừng quên ủng hộ video Bát 17 của Khải Bói Mùi Lửa này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những buổi livestream trực tiếp từ kênh của Khải vào lúc 11:50 cũng như là 19:50 hàng ngày anh em ơi. Đêm nào cũng xem một đêm anh em ơi. Anh em nào còn xem live thì cứ 12 giờ đêm thì chúng ta sẽ bắt đầu bói lửa anh em. Còn những video này anh em nào mà chưa xem trên live thì Khải sẽ bói lại cho anh em xem, up trên kênh anh em xem nha. Rồi, 15 giây nữa thêm đóng rồi anh em ơi. Chưa được bóng nào luôn Trọng Nguyễn ơi, chưa được bóng nào luôn anh em ơi. Đại Khải là cánh ngô tửu nè. Rồi thêm sơn này và bông tai mình bánh các kiểu rồi nè mà. Rồi lại thêm vàng boss nữa coi. Xuất hiện. Đó một con thổ. Gì nữa không? Số một con thổ đây. Ôi trời ơi. Tuôn 1 phút, tuôn 1 giờ 1 phút. Tuôn 1 giờ 2 phút có một boss à. Vui nè mà. À, có nhẫn. Đó con tiêu. Ui. Rồi ok. Phút tuôn tiếp theo là 1 giờ 5 phút 20 giây cũng có nha. Vừa bỏ đồ em xem nè mà. Cố gắng kiếm cái món siêu phẩm có động lực chơi của anh em. Khui. Đồ, nó lòi ra. Vũ khí. Độc sắc ngọi kháng lôi 12. Rác luôn, cái này là xe. Khui. Trời ơi, kháng hỏa 13. Căng dữ ấy. Cái này cho anh em đọc cầm bùa. Khui. Kháng lôi rác luôn. Khui. Trời ơi, thị rác luôn. Vũ khí kháng lôi 15, kháng băng 15 làm gì? Rồi. Trời ơi, vũ nhân kháng băng 15-20. Ôi, trời ơi, cũng được nè mà, được mỗi cái nhẫn. Mỗi cái nhẫn kháng băng nè mà. Để xúc. Đâu, mỗi cái nhẫn thôi. Ok. Kháng băng 15-20, ai xúc. Mỗi nhà kháng băng là gọi bán được vài trăm xu rồi mà.
Rồi, cái này rác hết em ơi. Rồi, đợi tuần thứ 5 chúng ta dứt đống lửa 24 nè. Rác luôn. Khí khăn lôi 12. Rồi, quá khỏe luôn. Và làm sao đó là đỡ lại đi. Tức khi lên trong bàn là cần đồ cán nè. Lên đỏ ống gammy hay là phá gì đó. Trước được cây vũ khí khăn hỏ. Rồi, mấy cây vũ khí mà phèn quá. Vũ khí khăn bành nữa nè. Rồi, tiếp tục nè em ơi. À, đứt số mình rồi, cái này đứt số rồi. Rồi, khai cánh quá tiểu, quá tiểu thường nè, không cánh đại nè em ơi. Là vì khai xe vừa trước khai có cánh tiểu, cánh thường ra toàn là VIP, nên là khai cũng mơ tím tí nè, không cánh đại nè em ơi. Khai không cánh đại nè, xe bên này khai không cánh đại. Bữa nào trải nghiệm tiếp thì có thể cánh đại sâu nè. Hiện tại bây giờ là khai đang trải nghiệm không cánh đại nè em ơi. Rồi, chờ đợi tuần phút thứ 5 nè, 30 giây nữa nè, 30 giây nữa chúng ta bỏ tiếp tuần tiếp theo nha. Phút thứ 5, 20 giây nha nè. À, thả rồi nè. Con số ạc thả rồi, tí nữa sẽ không thả nữa nha. Con số ạc thả rồi thì không thả nữa. Ok, thì chúng ta sẽ mượn tiếp tục ạc khác khai thả nè mà. Hello, nó mới vô nha. Hãy tiếp tục mượn ạc khác thả nè mà. Đúng rồi, nếu ra đồ cổ chắc đứt vốn sớm anh em ạ. Rồi, bói tiếp anh em ơi. 15 giây rồi. Anh em thấy có cái hình mặt trời không? Hình mặt trời là vòng tay này nọ anh em ơi. Mình bắn vòng tay này nọ. Đây, tướng theo này bên tay trái anh em ơi. Đây bên tay trái rồi. Tướng theo là người mi bên này anh em ơi. Bó đâu? Đó, hai con kim. Còn nữa không? Hai con kim à. Ui. Này mắng boss này yếu lắm nè, quýnh nó một cái nó chết thôi. Nhưng mà đam nó rất là to. Mình đứng gần là chắc nó quất một cái là mình xỉu nè. Một giá truyền kim nha, có một giá truyền kim, một người mỗi kim. Giá truyền kim kháng cả 15 ngày, bán mấy cũ chơi nè mà. Kháng cả 15, 16 thùng này vài triệu á nè. Đều lắm được 4, 5 triệu ấy. Ui nè. Ui. Đâu, lục bội không có sinh lực. Nỗ lực. Ui, trộn đầy lùng kia. Ui. Ui, trời. Cây khó lắm này mà. Đâu phải dỡ nhai nữa. Bà đâu phải làm dỡ tổ nữa mà. Rồi, ton em ơi. 24 đóng ton rồi nha em. Thì chúng ta sẽ chờ đợi thả thêm 24 đóng tiếp theo. Ok, anh em đợi khai thả hả lửa nè. Rồi, tiếp tục 4 đóng bên 20 đợi luôn em ơi. 9 là 14 phút tròn nè. Rồi, 14 phút tròn, có thêm 8 đóng rồi nữa. 14 phút tròn, ok man. 14 phút, 1 giờ 14 phút, 0 giây, đó. Rồi, tiếp tục em ạ. Hai tuần nữa nha, 1 giờ 10 giờ. Ok. Thả tiếp tục nữa mời. Cứ 5 phút chúng ta bó 1 lần nữa. Thả tiếp tục nha. Giờ là 15. Đúng tròn là khoảng 1 giờ 10. Thả sẽ thả nè. 1 giờ 10 thả sẽ thả tiếp. Là sẽ thành 1 giờ 15 sẽ đóng. Rồi 10 giây. Chúng ta chọn giây thả nè. Này cho 5 giây. Tôi này cho 5 giây. 1 giờ 15 phút 5 giây sẽ bắt đầu ăn boss như này. Rồi, ok. 24 đóng tiếp theo nha anh em ơi. Ok, rồi anh em chờ đợi anh tới nha anh em. Bắt ra khả năng đánh cho anh em xem. Rồi anh em chờ đợi 3 tuần nha anh em ơi. Một tuần là 1 giờ 12 phút 10 giây và một tuần là 1 giờ 14 phút và một tuần là 1 giờ 15 phút 5 giây. Đó, 3 tuần đó sẽ ra boss nha anh em ơi. Với dòng cái áo thủy phục hồi chó 20-30. Ok Thành ơi, áo này ba áo thủy chó họ đang tìm khá là hiếm server đó. Có thì Khải đợi rẻ cho anh em chơi. Bù lỗ chứ thì anh em thấy vậy chứ. Bữa giờ Khải bay 6 kiều anh em ơi, mà chưa được món nào bán có tiền luôn. Nói thiệt anh em luôn, chưa được món nào bán có tiền luôn anh em. Nhỏ thiệt sự. Tiền vàng thì không có, kim thì đầy. Nhưng mà kim thì mở toàn đồ gì đâu không đâu nè. Cây đào, kháng hỏ. Cây vũ khí kháng hỏ. Kháng lôi.
cân bằng được mỗi nhẫn cân bằng 15, 20 vãi đạn thiệt. Nhỏ thiệt là đủ anh em ra bao tay đẹp dữ à. Mình không ra gì hết. Đợi tí nè mày. Rồi ra vị trí bói đồ nè mày. Phút 12, 10 giây. 10 giây, 10 giây. Đó, một con mọc nữa không? Ui giời, tấm nóng được đúng một con nè mà. Lỗ rồi. Ui. Như đây. Một hồ yến. Một nón, một nón. Rồi tôi đã bỏ tôi tiếp theo là 1 giờ 14 phút như này. Ui gắt, bói đồ nè. Ui, khăn lô 30. Trời, khăn lô 15. Trời, toàn khăn lô 15 không. Kháng là số toàn 15 quay đầu nữa mà. Ui, toàn 15 quay đầu không anh em ơi. Vãi thiệt sự. Toàn 15 quay đầu không. Vãi thiệt. Toàn kháng 15 quay đầu. Nãy đỡ cho em. Toàn cho 15, toàn 15 quay đầu không ơi. Này đỡ nghe mì cũng được này. Tầm này kháng 15 cũng khá cao á. Không thấy nhiều lắm ơi. 19 trung bình hiện tại server 19 là cao nhất lắm ơi. Kháng cao nhất là 19 cho nên 15 gọi là tầm trung. Đủ xài lắm ơi. Và bây giờ chủ yếu tìm sinh lực nỗ lực hơn hơn tí. Mới ra mới gọi là siêu phẩm mà còn nói tầm trung nên gác là bình thường có nữa. Vái thiệt. Rồi chờ đợi tiếp tục tiếp theo nè mày. Tiếp theo là 14 phút tròn nè mày. Đây 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 gần ra này. Đây 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 15 giây. Độ gỡ gạt cái coi. Nhưng mà gần 64, gần 54 đóng là không có gì vậy. 24, 24 là 48 rồi. 48 đóng rồi. Là 8 đóng nữa, 54 nữa mà. 48 đóng rồi, cố gắng ra sản phẩm ơi. What? Ra. Một con mọc. Úi trời ơi, 8 đóng được một con mọc nữa. Một con thú. Một con mọc. Ây cha, nữa không, nữa không? Còn nữa không, còn nữa không? Có một cái phái thương trì nha. Mọc. Ok, tụi này có vẻ nhiều đồ ấy. Cái này gọi là bối đồ lửa chạy nè mày. Rất là khó, rất là hiếm nè mày. Bối đồ lửa chạy nè mày. Rồi, hai tuần quá đẹp. Tuần sau còn nữa không? Còn một tuần 1 giờ 15 phút nữa nè mày. Chanh bối nhanh, bối nhanh, bối nhanh. Còn 1 phút nữa, 1 phút mới ra đồ kìa, ra quái kìa. Hui. Thắng lô 15. Rác. Rác. 15 nữa, rác luôn. 17, 20. Trộn 3 cái nón thô, ai dạ, rác luôn. Rác luôn. Rác luôn. Kháng banh 13. Toàn kháng 15 với 13 không. Ui dồi. Thiệt sự luôn không. Không có cái nào mà trên 15 luôn em ơi. Kiểu vãi đái thiệt luôn em ơi. Toàn kháng 15 không. Rồi bị bó ra tuần tiếp theo em ơi. Vãi thiệt chứ. Tuần tiếp theo luôn này em ơi. Đó thổ thổ họ. Trời ơi còn nữa không. Ê em hỏi cái chạy. Em thổ chạy đâu vậy. Ui chạy lung tung. Giết xe giờ xe đang tranh em ơi. Thổ một cái vũ khí. Họ. Ồ, không cần một cái dây chuyền. Ok nè mày. Ui, mình thì không có chơi quá đại, tiểu đại nữa mà. Hãy đâu xăm hòn nha. Ui, thằng 40 rồi, về bờ rồi. Chú, kháng toàn dưới 15. Lần pháp, thần pháp 13. Hồi ôi, rác luôn. Hồi sát rác luôn. Ôi cây thế nha. Rồi à, 8 đóng cuối cùng dành cho hình chính này mà. Tính ra là 24, 24 là 48 rồi. 48 tuần này là hai cái nữa là 52 đóng rồi nè. Tuần chính này, ếch này khả sẽ thả hình chính nè mà. Quyết định hình chính số phận nè mà. Kinh thiệt chứ. Tuần này tính ra hơn 1 kim, gần 1 kim rưỡi nè mà. Gần 100 nghìn á. Gần 1 kim rưỡi. Rồi này đâu còn con nào nữa đâu. Màu tiếng thì cũng thả rồi. Năm độc thì cũng thả rồi. Đâu còn con nào nữa đâu. Đúng không? Được thả coi năm độc thả chưa. Nhiều lửa quá không nhớ luôn em ơi. Và như thế mình đi. Màu tiếng thả rồi nè. Thải ngáo thả rồi nè. Ồ, nhiều hết rồi em ơi. Còn mỗi năm độc thả hết rồi. Rồi vô bơ tơ luôn em ơi. Thả cô bơ tơ cùng hưởng luôn nha em. Dạ yeah.
thiếu bất củi không? Phải đàn thì chứ. Có thể hai cái thiếu bất củi quên đem, quên đơn củi rồi. Rồi, phút 21, 40 giây rồi mà. 21 21 từ 30 là có bot á. Tại vì mình tui này đã hơi chở. Rồi, quyết định 8 đống cuối gồm ăn chính nha nè mày. Về bờ hay là ra đảo đây. 1,5 triệu nè mày. 1,5 triệu nè mày. Chờ đợi vậy nè. Phút 21 vậy nè, phút 21 này nó nhầm trên kia nè. 21 1 phút nữa nè mày. Ngoài quá thì chưa có ngập bội nè mày. Không thắng động nhanh chết lắm. Đây quá nè. Ôi quá mình yếu đó. Đó lên 40 kháng độc liền. Đỡ tốn máu nè. Đỡ tốn tiền vạn hàng ngày luôn á. Tái dạy tốn tiền vạn cơ lắm. Tốn vạn quá chướng luôn á. Bữa nào có thể bán cho người nè mày, bữa nào phải có rồi, kháng độc này nọ bán cho. Và trăm xu cho quay quá hợp lý mà. Ok, quá đẹp. Quay quá ok luôn. Rồi, qua bot anh em ơi. 30 giây là có bot anh em ơi. 8 đống cuối cùng dành cho anh chính, liệu sẽ đi vào đâu? Liệu sẽ đi vào đâu đây? Đầu tiên bộ phục hồi sinh lực á? Ờ, không có em ơi. Trước anh có ăn đầu server mà làm gì có đủ bộ phục hồi sinh lực nữa em. Sau này thì mới ra. Sau này thì mới ra. Đúng rồi em ơi. Bữa giờ mang cho nó cứ kháng độc có 1-2 điểm không à. Không có gì luôn. Nói chung là không có kháng độc nhiều. Nên là nó chết liên tục rồi. Tốn tiền dạng cơ luôn. Rồi xong ăn gì luôn rồi. Ăn cám luôn rồi. Rồi xong có con boss nào hết trời. Hết đồ. Ủa giỡn gì vậy. Ủa à, nhưng có con boss này cũng rớt luôn nè. Còn nữa không? Rồi, anh cám luôn anh em ơi. Rồi, đây, có hai thêm có hai con nữa. Họ kim, ok, còn nữa không? Do này mình thả hơi bị delay một tí nữa mà. Ok, cố gắng ghiệp vợ coi. À, phải giải chứ, đồ phải giải chứ, có động lực thả nè. Đồ phải giải chứ. Đồ, làm cái ngọc bội 40, làm chậm 40 về bờ coi. Làm ngọc bội 40, làm chậm 40 về bờ coi anh em. Về bờ coi, phụ dẫn đó. Này với đồ hơi hấp dẫn nè mày. Anh em đang theo dõi like, đừng quên ủng hộ cho Khải video này không 100 like để có động lực like những video tiếp theo nè mày. Và kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Nhớ like, chia sẻ ủng hộ mạnh và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video live stream nha anh em, cũng như là video ngắn nha. Nhớ đăng ký kênh rồi nhấn vào cái chuông thông báo thì nó mới thông báo cho anh em xem những video mới nhất nha anh em. Phục hồi đâu? Mấy cái áo này phục hồi vô 40 nữa, bèo lắm cũng 7-8 kim rồi. Đâu? Cây thiệt em ơi, cái áo này quá đẹp luôn em ơi. Dành cho chỗ đàn nữ luôn á. Sinh lực 8 mít, nội lực chuyển hóa sát thương 1-2 điểm rồi chứ. Rồi, rác luôn em ơi, nhìn tiếc quá không phải rác rồi em ơi. Đó. Đồ, nãy giờ mình mới thấy được món 5-6 dòng đẹp gơ luôn, thiếu một hồi nữa mà. Cây thiệt. Dồ, ôi, cây một cái nhìn trắng đợi quá. Rồi, Khải nhỏ game in rồi. Cũng lo một điểm, quá cây thiệt. Từ khi ta xa em, ôi trời. Trên trường bạch, lè lối, cô đơn đau hành. Cây thiệt. Chắc bán một món lá dứa quá. À, Bino Dũng ơi, giờ bán nhà em món lá dứa nè em ơi, 200 xu em ơi. Thật sự quá đen quá, bữa giờ tính là tu này nó 75 kim rồi. Về Gia Lai Bắc em ơi, anh bán cho em lấy nhà dứa. Ngày mai hay may mắn hơn tí nào. Quá là Vino Dũng ơi. Cây thiệt ơi. Cái này là có sinh lực nè, cho em sinh lực luôn nè. Đỡ hàng chết nè. À, cái nó cáo một khoảng 40 nó bú luôn. À, Gia Lai Bắc em ơi, cái này là xịn hơn cái lúc nãy luôn á. Cái lúc nãy là nội lực. Con quay quá là cần sinh lực ấy. Nhưng mà anh ưu tiên cho em cái này là bán nhầm lá dứa luôn. Nhà dứa
5 ngày rồi em ơi, đang vãi chứa em ơi. Tính là 5 kim mà bán cái này cho được 200 xu. Nói chung là nhà viên món đầu tiên em ơi. Nói chung là bữa không món được bán, không có món nào bán được luôn em ơi. Nhà viên cái này rồi ngày mai may bán hơn em ơi. Thực sự là cái tour này là 24 là 48. 48 kèm với 8 nữa là 52 đóng rồi. 52 đóng là bay tương đương là hơn một kim máy. Nói chung là tour này nó thôi to rồi. Tính xin anh cái áo cho người bóp anh xúc mẹ rồi. Rồi áo đó người bóp gì em, người bóp đi trên bãi hả? Hay là người bóp gì, người bóp mang đi hoạt động ban thì mang phục hồi em ơi, không mang phục hồi không đánh được đâu. Còn ban áo này thì thực sự là vài con đầy á mà không ai xài đâu ấy. Rồi ok, nhà dĩa rồi mày, thực sự là quá đen rồi mày, 5 kim rồi. Thu lại 200 xu cho gói cái may mắn nha mày. Ngày mai cố gắng sẽ tốt hơn nha mày. Rồi cái nhẫn này bán chắc được 500 xu đi. Cố gắng bán 500 xu đi. Được ai mua cũng bán 15. Sinh lực, nội lực 8x. Nhà giếng gái này mày, lỗ này mày. Bằng 1 kim đi. Ai mua bơm không? Bán nhà giếng kim ai mua này mày. Rồi nói chung là quá đen. Rồi hẹn anh em vào những video tiếp theo, bát tiếp theo nè mọi. Và bát 17 này nói chung là chỉ bán được 200 xu nè mọi. Hẹn em những video tiếp theo nha. Nhớ like, chia sẻ và ủng hộ mạnh cho anh em.